Kính rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình Văn hóa giao thông phát sóng vào lúc 16 giờ 50 phút thứ tư hàng tuần trên đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Kính chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc nhưng nhớ điều khiển phương tiện an toàn khi tham gia giao thông nhé. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Xảy ra 13 vụ tai nạn, 4 người chết, 14 người bị thương. xử phạt trên 170 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong 10 ngày ra quân tại huyện Tân Châu. Phóng sự kiên quyết xử lý tình trạng xe chở bía quá khổ, quá tải. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ là phần thông tin tổng hợp về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong tuần qua. Thưa quý vị, trong tuần, lực lượng công an Tây Ninh đang tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn, tốc độ. Qua triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến được đảm bảo thông suốt. Tai nạn giao thông xảy ra 13 vụ, tai nạn làm chết 4 người, bị thương 14 người lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện lập biên bản 761 trường hợp vi phạm, các lỗi vi phạm chủ yếu gồm vi phạm nồng độ cồn 253 trường hợp, quá tốc độ 230 trường hợp, quá tải quá khổ 30 trường hợp, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện 42 trường hợp, tạm giữ 147 phương tiện, 141 mô tô, 5 ô tô và 1 xe khác, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 301 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 216 trường hợp kiểm tra phòng chống đua xe trái phép 49 tổ, lập biên bản vi phạm 3 trường hợp, tạm giữ 3 xe mô tô, giải tán 5 nhóm thanh thiếu niên tụ tập. Trong thời gian tới, để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ cùng với các lực lượng cảnh sát khác tiếp tục tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, vi phạm nồng độ cồn và tốc độ. Cùng với đó là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khác là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ tai nạn, làm chết 4 người và 14 người bị thương. Trong đó có một vụ tai nạn nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện không đi đúng phần đường quy định cụ thể như sau. Vào lúc 17 giờ 40 phút ngày 3 tháng 12 năm 2023 tại đường Hương Lộ 2 thuộc khu phố Lộc Thọ, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô không biển số do ông DCA 36 tuổi, ngụ phường Cha Lộc, thị xã Trảng Bàng điều khiển lưu thông từ hướng đường tỉnh lộ 787B đến ngã ba Lộc Khe, phường Cha Lộc thì cha chạm chiếc xe mô tô cho anh NAK 20 tuổi, ngụ phường An Hòa, thị xã Trắng Bàng, điều khiển chở NTT 20 tuổi, ngụ thị xã Trắng Bàng, lưu thông theo hướng ngược lại. Sau đó, xe mô tô của ông A tiếp tục gia chạm với máy kéo biển số 70LA 3257, kéo theo rơ mốc không biển số, điều khiển lưu thông theo hướng từ đường tỉnh lộ 787B đến ngã Ba Lộc Khê. Hậu quả chữ tai nạn làm anh A và T bị thương. Nguyên nhân ban đầu xác định do anh A điều khiển xe mô tô không biển số, đi không đúng phần đường theo quy định gây tai nạn giao thông. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Tân Châu xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 39 người, bị thương 12 người. Lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành xử lý trên 3.500 trường hợp vi phạm, trong đó có 980 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trên 700 trường hợp vi phạm tốc độ, 195 trường hợp chở hàng quá tải. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt trên tuyến 785 và tuyến 795 thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh về việc phối hợp tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trật tự an toàn giao thông giữa phòng cảnh sát cơ động phòng cảnh sát giao thông và công an huyện tân châu trên các tuyến địa bàn thuộc huyện tân châu quá trình phối hợp tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tổ công tác đã tổ chức 12 ca với trên 500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia dừng kiểm soát trên 1.192 phương tiện tham gia giao thông đường bộ Kết quả phát hiện lập biên bản vi phạm 72 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 72 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, 29 trường hợp vi phạm không có giấy phép lái xe, thay đổi kết cấu xe, tạm giữ 115 phương tiện xe mô tô và một ô tô khách. Quá trình tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền để người dân đều cao ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, trong quá trình tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện hai vụ gây rối an ninh trật tự. Thưa quý vị, cả hệ thống đèn chiếu sáng của xe máy và xe ô tô đều được thiết kế với hai chế độ là đèn pha hay còn gọi là đèn chiếu xa và đèn cốt hay còn gọi là cốt đèn chiếu gần. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách phân biệt và sử dụng đúng hai chế độ chiếu sáng này. Thực tế nắm rõ được nguyên tắc sử dụng của đèn pha và đèn cốt không những đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn giao thông mà còn không gây khó chịu cho những người cùng lưu thông trên đường đèn pha là chế độ đèn chiếu xa với cường độ ánh sáng mạnh và tầm chiếu cao hơn vì thế giúp người điều khiển xe có thể nhìn thấy các chướng ngại vật biển báo từ xa đèn pha thường được sử dụng trong những chuyến đi đường trường hoặc di chuyển trên cao tốc tuy nhiên điểm trừ của loại đèn này nằm ở chỗ có thể cản trở tầm nhìn hoặc gây lóa mắt cho những người đi cùng chiều ở phía trước nếu được sử dụng thiếu hợp lý đèn cốt là chế độ đèn có gốc chiếu đèn thấp có cường độ ánh sáng nhẹ hơn vì thế, nó đảm bảo giúp người điều khiển phương tiện có thể nhìn những chướng ngại vật trong phạm vi cần. Đèn cốt phù hợp cho người lưu thông trong khu vực đông dân cư, nội đô và di chuyển với tốc độ chậm. Nghị định số 100-2019 đã đưa ra nhiều quy định mới về xử phạt các lỗi vi phạm giao thông đường bộ. Người điều khiển xe ô tô bật đèn chiếu xa trong khu đô thị, khu đông dân cư khi đi ngược chiều sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Điều khiển trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng cần theo điểm BGR khoảng 3 điều 5. Đối với người điều khiển xe mô tô xe gắn máy sẽ bị xử phạt từ 100 000 đồng đến 200 000 đồng khi bật đèn chiếu trong đô thị, khu trong dân cư, khi tránh xe đi ngược chiều theo điểm MN khoảng 1 điều 6. Theo điểm mờ khoảng 3 điều 6, người điều khiển xe gắn máy, xe mô tô trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần sẽ bị phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Thưa quý vị, trên đường, ta gặp nhiều trường hợp chở hàng quá khổ công kênh, chiếm hết phần lớn làn đường, gây khó khăn, thậm chí gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Theo Nghị định số 100, quy định về mức xử phạt đối với các phương tiện chở hàng công kênh như sau. Đối với xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô, tại điểm A khoảng 1 điều 24 Nghị định 100 quy định phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển ô tô tải vận chuyển hàng hóa không chặn buộc hoặc có chặn buộc nhưng không chắc chắn. Còn điểm B khoảng 4 và điểm A khoảng 9 điều 24 quy định chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng, ngay cả chủ phương tiện cũng bị xử phạt theo điểm C khoảng 8, điều 30 vì lỗi giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm chở hàng quá chiều cao. Mức phạt là từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đến 12 triệu đồng đối với tổ chức. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, cứ bước vào vụ ép mía mới, hàng trăm km đường ở địa bàn tỉnh Tây Ninh bị cây nát bởi xe chở mía quá khổ quá tải, khiến người dân rất bức xúc. Đặc biệt đối với những phương tiện chở quá tải quá khổ, thường di chuyển vào ban đêm để tránh lực lượng cảnh sát giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho các phương tiện khác lưu thông trên đường. Ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng chính quyền địa phương và các nhà máy đường đã phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạ tầng đường bộ. Hiện nay, mỗi ngày có hơn 100 xe chở bía đến nhà máy đường Biên Hòa và nhà máy đường Thành Thành Công ngoài những chủ xe nghiêm chỉnh chấp hành đúng theo trọng tải cho phép của phương tiện, thì vẫn còn nhiều tài xế cố tình ém dồn mía quá trọng tải cho phép. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy, những chiếc thùng xe chở mía này đã bị biến dạng, mớp méo vì lượng mía bị dồn ép trên xe vượt quá mức cho phép. Thậm chí có nhiều thùng còn bị kỹ chân trụ do quá trình chất mía quá tải. Khi đứng gần, những chiếc xe mía chất cao ngất ngưỡng, thanh thùng bị biến dạng, mía chất ngổn ngang rơi giải như thế này người đi đường không khỏi khiếp sợ. Nhiều tài xế biết là nguy hiểm nhưng vẫn bất chấp chạy vì lợi nhuận. Thông thường sau khi chất mía từ ghe lên xe xong, cảnh tài xế sẽ cho xe đi trong đêm mục đích để qua mặt lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kiểm soát tải trọng, hạn chế phương tiện vi phạm tập trung về nhà máy với số lượng lớn, gây khó khăn trong công tác xử lý. Ngoài ra, Công an tỉnh còn tổ chức rà soát các tuyến đường chân sinh để đề xuất Ban an toàn giao thông tỉnh cấm biển hạn chế tải trọng nhằm tập trung tất cả các phương tiện vào đường chính dẫn đến nhà máy, góp phần bảo vệ hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Tiếp tục thực hiện kế hoạch xử lý xe quá tải và container và xe khách thì trạm cảnh sát giao thông tiến hành từng ta kiểm soát trên quốc lộ 22B đoạn khu phố Gia Quỳnh, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng thì phát hiện năm xe đầu kéo là chở mía cây là từ Long An đi về Tây Ninh ở trong đường Biên Hòa thì qua kiểm tra tải trọng thì phát hiện năm xe này vượt quá tải là trên 30 50%. Thì trạm cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản và tiến hành xác minh chủ xe thì lập biên bản năm trường hợp là của hợp tác xã là doanh nghiệp để vận tải hàng hóa và xử lý theo đúng quy định. Ngay sau khi phát hiện 5 xe mía có dấu hiệu chở quá tải, trạm cảnh sát giao thông Trảng Bàng đã đưa xe về trụ sở cân kiểm tra tải trọng. Qua kiểm tra và cân, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 xe chở mía đều chở mía quá tải, trong đó có 2 xe chở mía vừa quá trọng tải cho phép trên 50% đến 100%, 3 xe vừa quá trọng tải cho phép 30 đến 50%. Khi được hỏi nguyên nhân chở quá tải, các tài xế đều cho biết do quá trình chất mía lên xe không có cân nên không biết lượng mía vượt quá tải cho phép. Quá trình tụi em chất mía là từ cảng Long An về nhà máy đường Bồn Bông của Tân Châu. Quá trình chất mía là chất cẩu ở bành ở dưới ghe của nông dân á, rồi lên cẩu lên xe dưới là cẩu lên nó không có cân để mình nhắm nhắm mình chắc lên về nhà máy mình cân mới biết được cái kết quả số tấn lượng thì nhiều lúc nó nó có những cái những cái bành đó nó bự quá thì để lên thì không thể nào mà lấy xuống được rồi mình để đó rồi mình lấy mình đè xuống đè xuống nên nó bị bành ra hạ xuống thì không có đồ để nói chung là không có người để hốt lên lại xe khác. Đối với những xe chở quá tải, cảnh sát giao thông đã ra quyết định xử phạt hành chính cả chủ xe lẫn tài xế với số tiền 144 triệu đồng, đồng thời tước phù hiệu lấy xe và hồ sơ đăng kiểm. Ngoài lập biên bản chi phạm, cắt bỏ phần cơi nới, buộc chủ xe hạ tải đúng quy định mới được phép lưu thông trở lại. Hiện chế tài đã có đầy đủ, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều nguyên nhân khiến việc kiểm soát và xử lý các vi phạm xe quá tải gặp nhiều khó khăn đó là việc lái xe tìm đủ mọi cách chống đối, chay ị, cố thủ trên cabin ô tô. Trong khi đó, lực lượng chức năng mỏng không thể kiểm soát hết các tuyến đường được. Thưa quý vị, ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các nhà máy đường đã phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạ tầng đường bộ. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về việc thực hiện chuyên đề xử lý xe quá tải trọng, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cam kết của các chủ doanh nghiệp, lái xe kinh doanh vận tải, chú trọng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn xử lý các vụ tai nạn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang lại sự bình yên cho người dân. Đội tuyên truyền điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông công an tỉnh còn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người tham gia giao thông thông qua nhiều giải pháp đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền. Là người thường xuyên tiếp xúc, thu thập thông tin những vụ tai nạn và xử lý vi phạm, đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử phạt vi phạm giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tây Ninh nhận định rằng để kéo giảm tai nạn giao thông, giảm bớt nỗi đau trong xã hội, thì cần phải để mọi người dân tự ý thức được hành vi của mình khi tham gia giao thông. Vì lẽ đó, đội đã tham mưu ban lãnh đạo đơn vị để mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và đưa luật giao thông đường bộ cùng những văn bản có liên quan đến với nhân dân thông qua hình thức tuyên truyền lưu động xuống các xã, tổ chức các hoạt động tìm hiểu về luật an toàn giao thông đường bộ trong các trường học, các chợ, khu công nghiệp, để nâng cao cái ý thức chấp hành luật giao thông trong cái người tham gia giao thông đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính đã xây dựng nhiều cái nội dung hình thức tuyên truyền nó phù hợp hơn đối với cái người tham dự ví dụ như đối với cái người tham dự là học sinh sinh viên thì chúng ta triển khai nhiều cái quy tắc tham gia giao thông cũng như là các hành vi nào đó mà các em dễ vi phạm để các em thấy được cái hành vi của mình đó là nguy hiểm à, nó dễ gây ra tai nạn giao thông để cho các em phòng tránh à, đối với cái người dự là công nhân à, hoặc là những cái nhóm người khác à, thì tuyên truyền về cái à, những cái hành vi à, nguy hiểm nó gắn liền với cái độ tuổi à, để cho cái người tham gia giao thông chúng ta nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông hơn nữa cùng nhau kéo giảm cái tai nạn giao thông à, đối với à, các lái xe à, các tài xế à, kinh doanh vận tải thì cái cán bộ tuyên truyền cũng đưa ra nhiều cái phóng sự nhiều cái quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề quá tải cũng như những cái hậu quả những cái nguyên nhân tai nạn giao thông gây ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua để chúng ta chấp hành tốt những quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một công tác được quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức biện pháp phù hợp như tuyên truyền qua các hình thức trực tuyến, Zalo, Facebook kết hợp với các đơn vị chức năng xây dựng các phóng sự truyền hình để tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đảm bảo phù hợp với từng đối tượng chuyển tải được các thông điệp trật tự an toàn giao thông một cách nhanh nhất, rộng nhất và hiệu quả nhất. Để một cái buổi tuyên truyền mà nó có chất lượng và nó đạt hiệu quả và thu hút cho cái người đến dự tuyên truyền, thì cán bộ làm công tác tuyên truyền phải vận dụng nhiều kỹ năng, à, ví như ví dụ như là à, kỹ năng xã hội cũng như là những cái gì mới, à, những cái, cái lĩnh vực an toàn giao thông mới xảy ra, những vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh chúng ta cũng như à, trong cả nước để cho cái người nghe dự tuyên truyền à, nắm bắt được à, những cái hành vi à, đâu là những cái nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. À, song song với việc đó, thì cán bộ tuyên truyền cũng cho cái người đến dự tuyên truyền ký cam kết chấp hành tốt những quy định của pháp luật về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông để từ đó nâng cao ý thức hơn nữa trong cái việc chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, tích cực giữa lực lượng công an và các ngành chức năng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần quan trọng bảo đảm ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế kéo giảm và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình văn hóa giao thông tuần này hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau trên đài phát thanh và truyền hình tây ninh xin kính chào tạm biệt